Ôi Chúa ơi! Việc sống sót trong ngày tận thế zombie khó đến mức nào? Đến chó đi tiểu cũng phải đề phòng cẩn thận. Một khi phát hiện xung quanh có thứ gì đó đang di chuyển thì bắt buộc phải lập tức khởi động hệ thống phòng thủ. Dựa vào bẫy sắt tự chế tạm thời chống lại được sự tấn công của zombie. Nhưng đáng tiếc là lần này không được may mắn như vậy. Chú chó cưng của nam chính dâu vô tình bị zombie hạ gục. Anh mất đi người bạn đồng hành cuối cùng trên thế giới. Cuộc sống trước đây mặc dù nhàm chán, chỉ có thể sống trong ngôi nhà gỗ nhỏ này, nhưng anh đã chuẩn bị đủ trước khi tận thế đến. Nhu yếu phẩm hàng ngày đầy đủ dồi dào thì không nói, thậm chí còn có tivi để xem. Cho dù nội dung ở bên trong đã lặp đi lặp lại vô số lần, nhưng có chú chó yêu bên cạnh bầu bạn, dâu cũng có thể xem một cách thích thú. Cho đến khi tai nạn này xảy ra, chú chó đã mãi mãi rời xa anh. Anh bắt đầu cảm thấy cuộc sống trở nên nhàm chán hơn, thậm chí đến đi ngủ cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Thực sự không thể chịu được nữa, dâu mở lại ghi chép cuộc trò chuyện với một cô gái trên mạng trước ngày tận thế. Khi đó hai người họ đều tin rằng ngày tận thế của thế giới sắp đến, vì vậy họ có nhiều chủ đề chung để nói, cảm tình cũng dần tăng lên. Cô gái trên mạng nhiều lần mời dâu đến tìm mình, nhưng dâu mãi cũng không có dũng khí đi đến bước đó. Mặc dù sau ngày tận thế cả hai đã hơn một năm không liên lạc với nhau, có điều dâu tin rằng cảm tình của cô gái trên mạng đối với anh không thay đổi. Anh không chút vướng bận quyết định đi tìm cô gái trên mạng có cùng chí hướng với mình. Mở cửa gara, bên trong có một chiếc xe máy đã được cải tạo. Sau khi chất đủ vật tư lên xe, người đàn ông lần đầu tiên rời khỏi nơi trú ẩn bắt tay vào cuộc hành trình ngày tận thế tràn ngập zombie. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, hai bên đường đều là những tàn tích. Anh lái xe như thế cả ngày trên những con phố vắng, cho đến khi lốp xe máy bị hàng đinh sắt đâm thủng. Dâu giận dữ xuống xe mắng chửi thì đột nhiên bị một tấm lưới treo ngược lên. Không bao lâu sau, một người phụ nữ đội mũ đỏ đi đến. Sau khi dễ dàng tiêu diệt một con zombie đang đến gần, liền lấy ra một chiếc còng tay đưa cho dâu. Nếu như không muốn bị mắc trong lưới luôn vậy thì ngoan ngoãn còng hai tay lại. Thế là cứ như vậy dâu trở thành tù nhân của người phụ nữ. Cô gái này tên Evie. Sau khi nhìn thấy con xe mô tô của dâu thì vô cùng vui mừng. Vật tư trong nhà về cơ bản đã cạn kiệt, giờ thì cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Không ngờ dâu lại đầy vẻ đắc ý. Mô tô của anh đã trải qua cải tạo đặc biệt, ngoài anh ra thì không có ai có thể lái được nó. Kết quả vừa mới sáng sớm hôm sau, dưới sự đe dọa bằng hàng nóng của Evie, dâu đành phải trở thành tài xế miễn phí. Hai người cùng nhau lái xe mô tô tiếp tục đi trên con đường của ngày tận thế. Evie là một người may mắn sống sót, luôn cảnh giác với dâu. Ngay cả khi giữa đường đi tiểu cũng phải đeo còng tay mới được. Dâu cũng là người có lòng, dường như không hề có cảm giác tù nhân chút nào. Trên đường còn luôn giữ tâm trạng vui vẻ, thậm chí còn ngân nga vài bài. Evie bất giác cũng bị lây nhiễm, đôi khi cũng không kìm được mà hát vài câu. Sau một ngày làm quen, cả hai đều phát hiện ra đối phương không phải là người xấu. Vì để càng hiểu nhau hơn nên Evie mở hành lý của dâu, thấy bên trong có một cuốn sổ ghi lại những bài thơ của dâu, còn có nhiều đoạn ghi chép về cuộc trò chuyện của anh cùng cô gái trên mạng. Điều này khiến Evie lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Một người đàn ông biết nuôi chó và làm thơ thì chắc chắn không phải là người xấu. Vì thế cô cũng chủ động mở lòng mình, nói rõ mình cũng là người giống như dâu, cũng đang đi tìm người trong lòng. Hơn nữa trùng hợp là nơi họ muốn đến cách nhau không xa, nhưng trong lòng Evie vẫn cảnh giác, khi đi ngủ nhất định còng tay dâu lại. Cho đến tối đó hai người đang ngủ đột nhiên tỉnh lại, họ nghe thấy tiếng zombie đang đến gần. Evie vẫn không chịu tháo còng tay mà chỉ ném vũ khí cho dâu. Không lâu sau có mấy zombie từ trong tối bước ra, một nam một nữ đều là những người may mắn sống sót trong ngày tận thế, có thể nói có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với zombie, một dao giải quyết một con, phối hợp với nhau tiêu diệt hết đám zombie một cách nhanh chóng. Sau trận chiến này Evie hoàn toàn mất cảnh giác trước dâu, chủ động vứt chìa khóa còng tay ra, mối quan hệ của họ cũng đã dịu đi rất nhiều. Buổi tối khi nghỉ ngơi dâu chủ động lấy số rượu mình đã sưu tầm được ra, Evie cũng chủ động nói về bạn trai mình. Khi thảm họa ngày tận thế vừa nổ ra, hai người họ cãi nhau to rồi chia tay, nhưng Evie luôn tin rằng bạn trai nhất định vẫn còn ở ngôi nhà gỗ đợi mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Evie giúp dâu xác định vị trí cụ thể của cô gái trên mạng cách nơi đây chỉ có 10 cây. Khi họ đang chuẩn bị khởi hành thì phát hiện một con dê đang bị trói ở cửa, còn đeo một cái biển có dòng chữ cảm ơn về chiếc xe. Dâu lập tức phản ứng lại, chộp lấy hàng nóng của Evie rồi đuổi theo. Không ngờ trong hàng nóng vẫn luôn không có lấy một viên đạn nào. Dâu tức đến mức không nói nên lời. Phương tiện di chuyển duy nhất đã bị lấy đi, đến toàn bộ vật tư mang theo cũng không còn nữa. Hai người chỉ đành lựa chọn đi bộ. Evie ôm con dê bị tên trộm xe để lại im lặng nghe lời phàn nàn của dâu. Anh vô cùng hối hận khi dừng xe ở bên ngoài, trong lòng tự hỏi có nên biến con dê này thành bữa tối không. Đương nhiên là Evie vô cùng không tình nguyện, nhìn chú dê nhỏ đáng thương thế này, nói không chừng sau này còn có thể sản sinh ra sữa. Dâu càng nghĩ càng tức giận, Evie lại dùng hàng nóng không có viên đạn nào để ép buộc mình nghe lời cô. Trong lòng dần hiểu ra vì sao bạn trai Evie lại lựa chọn chia tay cô rồi. Evie cũng là một cao thủ hùng biện, cô nói ít nhất mình cũng từng trải qua tình yêu, có một hồi ức đẹp, nhưng dâu dường như chẳng có gì. Hai người càng cãi nhau càng kịch liệt, cuối cùng dâu chọn cách chia tay, anh quyết định một mình đi tìm bạn gái trên mạng. Dâu thuận theo dòng sông trong vắt tiến về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy nơi ở trong ảnh của bạn gái trên mạng. Khi anh đang chuẩn bị lại gần lại thì phát hiện xung quanh toàn là zombie. Dâu chỉ đành nói to tên trên mạng của mình với camera. May thay chẳng bao lâu đằng sau mở ra một thông đạo,
Anh biết đây là hồi âm của cô bạn gái trên mạng, thế là liền vội vàng chui vào. Một thông đạo sáng bóng sạch sẽ xuất hiện trước mắt, Dâu tò mò từ từ tiến về phía trước, cuối cùng nhìn thấy một cô gái mặc áo vàng ở đầu bên kia. Mặc dù hai người mới gặp nhau lần đầu nhưng vẫn lập tức nhận ra nhau, đây có lẽ là người lạ quen thuộc nhất. Dưới sự hiếu khách nhiệt tình của cô gái trên mạng, Dâu không hề có chút phòng bị nào, bắt đầu ăn những chiếc bánh ngọt do đối phương làm. Đây có thể coi là bữa ăn thịnh soạn trong ngày tận thế. Đi cũng rất vui vì sự xuất hiện của Dâu, mặc dù không liên lạc cả năm nay nhưng cô vẫn luôn nhớ Dâu, cũng coi như là sự hiểu ngầm giữa họ. Đi mời Dâu ở lại rồi sau đó liền rời khỏi phòng khách, nói là phải đi tắm rửa. Dâu tiếp tục ăn bánh một cách vui vẻ, nhưng không ngờ cùng với thời gian trôi qua, anh cảm thấy ý thức của mình đang dần mờ đi, bất giác hai tay bị trói chặt. Còn cô bạn trên mạng đã trang điểm xong đột nhiên rút dao ra, vẻ mặt cũng trở nên không còn thân thiện nữa. Cô cảm thấy Dâu đến đây là muốn chiếm đi chỗ ở của mình. Lúc này Dâu mới phản ứng lại, cô gái trước mặt không còn là cô gái trên mạng trước đây nữa. Hóa ra con người luôn thay đổi, trong một năm nay đi luôn sống một mình, trải qua quá nhiều bóng tối và sự lừa dối. Cô từng tốt bụng cứu một người đàn ông tìm đến cửa cầu cứu, nhưng đáng tiếc là đối phương lại muốn độc chiếm nơi này. Cô chỉ đành lựa chọn tự mình phòng vệ phản kháng, sau đó giữ lại đồng hồ của anh ta làm kỷ niệm. Từ đó đi liền không thể trở lại như xưa được nữa, chuyên sưu tầm đồng hồ làm niềm vui. Thậm chí đến đồng hồ của Dâu cũng không bỏ qua. Ngay khi cô chuẩn bị ra tay xiên anh thì mặt dây chuyền trên người Dâu đã chặn nhát dao này lại. Dâu nhân cơ hội đứng dậy cố gắng thoát khỏi nơi đây, nhưng đi vốn là một người may mắn sống sót trong ngày tận thế thì đương nhiên là bản lĩnh cũng không phải dạng vừa. Chẳng mấy chốc đã lại khống chế được Dâu. Lần này khi cô lại định vung dao lên thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông báo. Không ngờ là Evie lại tìm đến đây. Đi chỉ đành trói Dâu lại trước rồi vội vàng chỉnh trang lại trang điểm. Trong lòng Dâu vô cùng khó hiểu, không phải cô ấy đi tìm bạn trai sao? Tại sao lại chạy đến đây? Hóa ra lúc ban ngày Evie dựa vào địa chỉ trong trí nhớ của mình tìm được căn nhà gỗ nơi bạn trai sống. Mở cửa phòng lại không một bóng người, chỉ nhìn thấy vô số bức tranh người bạn trai để lại. Bức lớn nhất trong số đó chính là chân dung của Evie. Mặc dù trong lòng cô rất cảm động nhưng cũng rất nhanh hiểu ra bạn trai đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Lúc này cô lại nhớ tới Dâu, thế là cũng đi theo đến bên ngoài nhà đi. Sau khi gọi xung quanh một hồi, cánh cửa dưới đất cũng mở ra. Đi lại nở nụ cười thân thiện, hơn nữa cách làm cũng không khác vừa rồi là mấy. Sau khi mời Evie vào thì chủ động mang bánh ngọt lên mời, nhưng Evie đã quen với việc cần phải thận trọng nên không hề lập tức sử dụng mà hỏi về tình hình của Dâu. Đi nói mình không đợi được Dâu đến thì lại phát giác ra vẻ mặt không tin được của Evie, biết chuyện sắp bị bại lộ thế là lập tức rút dao ra. Ai ngờ Evie đã có sự chuẩn bị từ lâu, sau khi né được vết phang ban đầu liền đạp cho đi một phát. Lúc này cô nghe thấy tiếng động truyền đến từ bên trong, mở cửa ra nhìn thì chính là Dâu. Vừa cởi dây trói cho anh thì đi lại xông vào, Dâu thuận tay ném con dao ra, đi đáng thương cứ vậy mà mất mạng. Hai người không kịp hàn huyên tâm sự vội vàng đứng dậy chuẩn bị bò ra ngoài, nhưng không ngờ đi lại biến thành zombie đuổi theo. Dâu tức giận đạp cho cô ta một phát, biết được Evie cũng không tìm được bạn trai, Dâu cười còn khó hơn khóc. Có lẽ trong thế giới hoàn cảnh tận thế mãi mãi không thay đổi chính là mọi thứ đều thay đổi. Sáng sớm ngày hôm sau, Evie thức dậy sau giấc ngủ phát hiện Dâu không ở bên, tưởng anh lại rời đi rồi, cho đến khi nhìn thấy đối phương lại xuất hiện, Evie mới phản ứng lại rằng mình đã quen với sự tồn tại của Dâu. Dâu cũng vô cùng cảm kích vì Evie có thể quay lại tìm mình. Thế là hai người ôm nhau thật chặt. Cuối cùng Evie cho rằng dù thế giới này đã trở nên hoang tàn, nhưng sau tất cả vẫn có những điều đẹp đẽ tồn tại. Từ đó hai người đưa theo một chú dê bắt đầu tiếp tục cuộc sống trong ngày tận thế. Phía trên chính là tập đầu tiên của Theo of the Walking Dead. Mỗi tập phim có một câu chuyện ngắn về ngày tận thế zombie, được quay bởi các đạo diễn khác nhau. Trên một con đường ở ngoại ô thành phố đột nhiên bùng phát đại dịch zombie diện rộng, mọi người ai nấy đều bỏ chạy tán loạn. Nhưng người dân ở trung tâm thành phố vừa nhận được tin, không cần phải để ý đối với chuyện zombie bùng phát. Sếp nữ ích kỷ và xấu tính Blair nhiều lần nhấn mạnh rằng bắt buộc phải tan làm đúng giờ, nhưng bản thân cô lại chuẩn bị về sớm tận 2 tiếng định đi nghỉ cùng bạn trai. Gina ở quầy lễ tân vô cùng uất ức, chỉ có thể đập vỡ cốc của bà chủ để chút giận. Không bao lâu sau, Blair và bạn trai bị mắc kẹt gần trạm xăng không thể di chuyển. Khi hai người đang oán thán thì thấy Gina lái xe đi đến một cửa hàng tiện lợi. Blair nhìn thấy lập tức nổi cơn thịnh nộ, giờ còn chưa đến 4 giờ, đây rõ ràng là bỏ việc giữa chừng. Gina lúc này cũng vô cùng chán nản, không ngờ toàn bộ đồ ăn vặt trong siêu thị đều đã bán hết, đang giờ làm bỏ việc mà còn gặp phải sếp, giờ cho dù có giải thích thế nào thì cũng đều vô ích. Sếp Blair không chỉ mắng cô một trận mà còn lập tức tuyên bố cô bị sa thải. Đột nhiên một chiếc xe ô tô đi qua, Gina nhìn thấy một người đàn ông bị cắn đang ngồi bên trong. Lúc này cô mới ý thức được lời đồn dịch zombie bùng phát là sự thật, thế là vội vàng mở cốp xe lấy ra hàng nóng, không chút do dự đi về phía tàu chở dầu. Cô cảm thấy chỉ có loại xe này mới có thể khiến mình thuận lợi tránh được thảm họa zombie. Một người đàn ông đầu chọc nhìn thấy cảnh này liền vội vàng cầm hàng nóng đi tới. Hóa ra anh là đặc vụ của cục điều tra, thấy chuyện bất bình trên đường tất nhiên muốn tiến đến ngăn cản. Lúc này Gina nào có quan tâm được nhiều như vậy, hét lên đòi tài xế xe giao chìa khóa ra. Blair ở bên cạnh không ngừng khuyên cô bình tĩnh lại đừng bốc đồng, cùng lắm tôi không sa thải cô là được chứ gì. Chính vào lúc này người đàn ông bị thương vừa đi qua đã hoàn toàn biến dị. Anh ta cắn hẹo nữ tài xế đi cùng mình. Gina và những người khác đều đứng hình. Đặc vụ của cục điều tra là người đầu tiên phản ứng lại, nhanh chóng bước tới chộp lấy hàng nóng ngắn của Gina. Anh cũng ý thức được bệnh dịch zombie sắp bùng phát, muốn cướp lấy chiếc xe bồn chở dầu này, ai ngờ tài xế lại chọn cách phản kháng. Trong lúc hai người đang vật lộn không cẩn thận đã bùng chiếu, vừa hay làm nổ chiếc xe chở dầu đang ở cách đó không xa. Gina và Blair lập tức bị ngọn lửa nuốt trọn. Màn hình thay đổi, bà chủ Blair đang ở văn phòng lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Cô nhớ
nhớ rõ ràng mình đã bị một chiếc xe chở dầu nổ đăng xuất, tại sao lúc này lại đang ở văn phòng rồi? Nội dung những nhân viên khác nói hoàn toàn giống với những gì trước đây cô đã trải qua, chỉ có Gina ở quầy lễ tân là trông hơi lạ, mặc dù trong văn phòng không có hàng nóng kia, nhưng cô cũng nhận ra sự cứng rắn của Gina, cảm thấy tốt hơn hết vẫn nên giữ khoảng cách. Trước khi rời đi cô liên tục dặn Gina không được bỏ việc giữa chừng, có điều không bao lâu sau cô và bạn trai lại bị chặn gần cây xăng, khi nhìn thấy một chiếc xe bồn đang tiến tới, Gina có chút hoảng sợ, có khi nào những gì xảy ra trước đây lại xảy ra nữa không? Quả như dự liệu, Gina lại lái xe đến cửa hàng tiện lợi, mắt của Blair lập tức mở to, có điều lần này cô không hề đi vào cửa tiệm, rõ ràng là biết trong đó không có đồ ăn, sau đó cô lại lấy hàng nóng đằng sau cốp xe ra đi về phía xe chở dầu. Blair biết điều gì sắp xảy ra vội vàng chạy tới ngăn lại, nhưng đáng tiếc đối phương căn bản không nghe lời cô vẫn nhất quyết đòi cướp chìa khóa xe chở dầu. Blair chỉ đành đi đến bên cạnh đặc vụ nói người phụ nữ cướp xe kia là nhân viên của mình bảo anh đừng nhiều chuyện, nhưng Blair vô tình phát hiện ra đặc vụ trước mặt cũng bị cắn. Lúc này xuất hiện lại cảnh nữ tài xế bị zombie tấn công, khi Gina còn đang choáng váng thì tài xế xe bồn lại muốn cướp lại vũ khí, may thay bị Gina xử chỉ với một chiêu, lần này xe chở dầu có lẽ sẽ không phát nổ. Đặc vụ rõ ràng cũng không dám bùm chiếu về phía xe chở dầu, chỉ có thể dương mắt nhìn Gina lái xe đi. Blair ở một bên sợ đặc vụ sẽ tìm mình tính sổ liền vội vàng chạy thật nhanh về xe, ai ngờ Gina vì để tránh cô đã đánh vô lăng. Kết quả màn hình lại chuyển cảnh, Gina và Blair lại quay lại văn phòng, họ cũng nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong vòng luân hồi của cái hẹo. Trải qua hai vụ nổ xe bồn, họ cần phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Gina không hề quan tâm tại sao chu kỳ đó cứ lặp đi lặp lại, cùng lắm không đi đến trạm xăng nữa là được. Kết quả không bao lâu sau khi Blair bị mắc kẹt gần trạm xăng, lại nhìn thấy Gina cầm hàng nóng ngắn, cô vẫn muốn cướp xe chở dầu. Blair nhanh chóng chạy tới hỏi không phải đã nói là không quay lại sao? Hóa ra lốp xe của Gina bị nổ, cô chỉ có thể quay lại cướp xe chở dầu. Blair biết không thể khuyên được cô nên lại chạy đến bên đặc vụ nói mình đã biết đối phương bị cắn rồi. Đặc vụ rõ ràng biết rất nhiều nội tình, anh nói nơi này đã bùng phát dịch zombie, quân đội đã chặn mọi nẻo đường, chỉ còn lại hai con đường nhỏ để tiếp cận khẩn cấp. Sau đó anh ta lại chạy đến ngăn Gina ăn cướp xe. Chính vào lúc này nữ tài xế đáng thương lại bị cắn, còn tài xế xe bồn nhân cơ hội chạy về xe chuẩn bị chạy trốn. Gina đột nhiên cảm thấy đang có người lại gần phía sau liền bùm chiếu theo bản năng, không ngờ lại vô tình bùm chiếu hẹo tài xế xe chở dầu. Nhưng chiếc xe bồn lại bắt đầu di chuyển chậm chạp, cậu con trai của tài xế vì mải chơi nên đang ở trong xe không hề ra ngoài. Gina vội vàng chạy theo kịp xe tải, còn Blair phớt lờ lời khuyên can của bạn trai cũng đuổi theo. Hai người phụ nữ cứ vậy gặp nhau ở đầu xe, thấy xe ngày càng nhanh, Gina liền ổn định tư thế, khó khăn lắm mới mở được cửa xe vừa ngồi vào ghế chuẩn bị dừng xe, lại không ngờ tài xế bị bùm chiếu hẹo lại biến thành zombie, kết quả dẫn đến xe bồn bị lật bùng nổ lần nữa. Lần này Gina cảm thấy chân thật hơn, ở cổ vẫn còn một vết đau âm ỉ. Blair cũng chứng kiến cảnh cô bị zombie cắn nên tâm trạng vô cùng kích động, có vẻ như tin đồn về zombie là sự thật. Sau khi Gina trải qua thăng thiên nhiều lần, như trỗi dậy từ đống cho tàn, cũng không còn quan tâm đến thân phận cấp trên của Blair nữa, bắt đầu nói về tất cả những điều tồi tệ về cô ấy. Cuối cùng kết luận Blair là một người ích kỷ và kiêu ngạo. Blair chuẩn bị tranh luận mấy câu thì Gina lập tức cắt lời cô, nếu như không ích kỷ thì giờ nên để mọi người tan làm về nhà bởi vì ngày tận thế zombie sắp đến rồi. Cũng không biết Blair có nghe thấy không. Tiếp đến hình ảnh lại chuyển đến trạm xăng, lần này cô lựa chọn báo cảnh sát để cảnh sát bắt Gina lại với lý do là tự ý giấu hàng nóng. Blair cho rằng chỉ có như vậy mới có thể ngăn cảnh xe chở dầu bị phát nổ, mọi người mới có thể tiếp tục cuộc sống. Gina giải thích hàng nóng ngắn này là của anh trai cô, Gina thường giúp anh trai chăm sóc con gái, vì khu nhà không an toàn nên mới mang theo hàng nóng bên mình. Sau đó liền lao về phía Blair, hai người phụ nữ cứ vậy đánh nhau. Chính vào lúc này tài xế nữ tội nghiệp lại bị cắn, còn tài xế xe chở dầu nhân cơ hội nhảy lên xe bỏ chạy, lại không ngờ vì quá đột ngột mà va chạm với xe đi ngược chiều. Sau đó vòng hẹo lại lặp lại, Gina muốn rời khỏi thành phố, còn Blair thì cố gắng hết sức để ngăn chặn vụ nổ, kết quả lần nào cũng vì xe bồn phát nổ mà mất mạng. Họ giống như một bánh xe của số phận lặp đi lặp lại việc đăng xuất, cho đến khi họ hoàn toàn thích nghi với trải nghiệm kỳ lạ này. Blair và Gina cũng không còn ghét đối phương như trước nữa, hai người bắt đầu thảo luận từng chi tiết về trải nghiệm của họ, cho dù cố gắng thế nào họ cũng không thể sống đến quá 5 giờ chiều. Blair biết quân đội đã phong tỏa thành phố chỉ để lại hai con đường có thể đi được, bản thân Gina chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi thành phố này, trừ khi hai người bọn họ hợp lực mới có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn này. Nhưng Gina cho rằng tính cách của họ bẩm sinh đã không hợp nhau, cầu xin Blair đừng ngăn cản mình nữa, cô chỉ muốn rời khỏi nơi đây quay về bên cạnh anh trai cùng cháu gái. Blair suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng đồng ý không can thiệp vào nữa, lần này cô cứ ngồi mãi chỗ của Gina để đối phương tới trạm xăng cướp xe chở dầu. Trải qua nhiều lần tái sinh, Blair cũng đã thay đổi rất nhiều, cô lại chủ động cho nhân viên tan làm sớm để được về bên gia đình sớm hơn. Không bao lâu sau trong văn phòng chỉ còn lại Blair, rồi ngay lúc sau bạn trai cô liền tìm đến thúc giục Blair mau xuất phát. Lúc này Blair nhớ lại mình đã thăng thiên rất nhiều lần, nhưng lần nào bạn trai cũng đều chỉ ngồi trong xe không chịu bước thêm mấy bước đến giúp đỡ cô. Cô cũng đã nhìn rõ con người của bạn trai, thế là chủ động đề nghị chia tay. Không ngờ đối phương không hề có chút lưu luyến nào, chỉ nhìn có hai cái liền quay người rời đi. Cảm thấy thời gian đã đến gần, Blair rời khỏi văn phòng lại phát hiện bên ngoài đã đầy zombie. Cô biết lúc này đã không còn con đường nào khác, chỉ có thể bất lực đưa cổ ra. Màn hình thay đổi, Blair trở lại văn phòng lần nữa, thấy Gina cũng đang ngồi trên ghế của mình. Trước tiên cô yêu cầu toàn bộ nhân viên tan làm sớm, sau đó liền hỏi thăm tình hình của Gina. Kết quả đúng như mong đợi, Gina không hề rời khỏi thành phố vì quân đội đã phong tỏa mọi nẻo đường. Lúc này cô mới ý thức được lời Blair nói đều đúng.
Sau khi bày tỏ lời xin lỗi chân thành của mình, hai người phụ nữ quyết định thành lập quan hệ đối tác, lần này bắt buộc phải phá hủy chu kỳ của cái hẹo. Hai người liên thủ đe dọa tài xế xe chở dầu, thành công lấy được chìa khóa xe chở dầu. Đặc vụ cũng không làm phiền hai người họ nữa mà chạy đi cứu nữ tài xế bị cắn. Gina cũng không quản nhiều chuyện, dứt khoát kéo Blair nhảy lên xe tải. Blair biết hai con đường không bị quân đội chặn, thế là dưới sự hướng dẫn của cô, Gina lái xe chở dầu suốt chặng đường. Chẳng bao lâu sau, họ liền gặp phải rào chắn do cảnh sát giao thông dựng lên. Gina không chút hoảng sợ trực tiếp lái xe tông vào. Lúc này cô cũng nói ra lý do muốn cướp xe chở dầu là vì không một ai dám bùng chiếu vào một chiếc xe chở đầy dầu. Hơn nữa trong ngày tận thế zombie, xăng trong bình là nguồn tài nguyên quý giá nhất. Ngay khi cả hai chuẩn bị rời khỏi thành phố, lại bất ngờ phát hiện con đường phía dưới đầy xe cộ, vô số người đang bị zombie săn đuổi. Gina lo lắng cho sự an toàn của họ liền vội vàng mở ống dẫn dầu của xe xả xăng xuống bên dưới. Blair phối hợp một cách khác thường cởi khăn quàng cổ ra, sau khi dùng bật lửa châm lửa liền lập tức ném xuống. Ngọn lửa dữ dội lập tức chặn bước tiến của zombie. Blair và Gina hài lòng nhìn nhau. Ai ngờ ngay giây sau, ngọn lửa phía dưới bùng lên khiến chiếc xe lại nổ tung, nhưng lần này họ không hề mất mạng mà chỉ bị bùng chiếu ra xa mà thôi. Gina ngơ ngác nhìn đồng hồ, thời gian đã qua 5 giờ. Họ đã thành công phá vỡ vòng đăng xuất, mặc dù không biết rốt cuộc là vì sao, nhưng niềm vui thành công có được từ việc cùng nhau hợp tác khiến cặp đôi oan gia này trở thành những người bạn thực sự trong nghịch cảnh. Trên đây là nội dung tập 2 của Theo The Walking Dead. Bảo bối, đừng sợ, dũng cảm tiến lên đi. Mẹ ơi, con không dám. Người mẹ muốn con gái mau chóng học được bản lĩnh sinh tồn trong ngày tận thế zombie, nhưng đối với đứa trẻ chưa đến 10 tuổi mà nói, vẫn còn có chút choáng ngợp không biết phải làm sao. Người mẹ đều hiểu hết, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Đây là sự tàn khốc của ngày tận thế zombie. Vào một ngày trước, người mẹ Sandra cùng cô con gái Lydia vẫn còn sống trên du thuyền sang trọng. Ở đây không chỉ có đồ ăn thức uống mỗi tối mà còn có những bữa tiệc giải trí, phải nói chính là thánh địa lý tưởng trong ngày tận thế zombie. Con gái Lydia từ khi hiểu chuyện thì đã sống ở trên thuyền. Cô bé yêu thích mọi thứ nơi đây, không hề biết chút gì về thế giới tàn khốc bên ngoài. Còn người mẹ Sandra lúc nào cũng giữ vẻ mặt lo lắng. Dù con tàu có neo giữa đầm lầy, nước sông xung quanh có thể chặn đứng mọi zombie, nhưng từ lâu cô đã hiểu rõ quy luật sinh tồn trong ngày tận thế. Càng là nơi đông người thì càng có nhiều nguy hiểm, nhưng đa số đều không hiểu hành vi của Sandra, đặc biệt là Brooke, chủ nhân của chiếc thuyền này. Trong mắt cô, thế giới này vẫn vô cùng đẹp đẽ. Hoạt động của bữa tiệc tối nay chính là do cô chủ trương tổ chức. Cái giá phải trả cho việc này chính là mỗi tuần đều phải lên bờ thu thập vật tư, nhưng Brooke không bao giờ chán việc đó, thậm chí được gọi một cách hoa mỹ là mua sắm. Lydia đã bị ảnh hưởng bởi thái độ lạc quan này từ khi còn nhỏ, vì vậy cô bé rất thân với Brooke. Còn đối với người mẹ Sandra lại có một cảm giác xa cách. Sandra cảm thấy rất bất lực, từng nhiều lần nhắc nhở lãnh đạo Brooke không thể quá chìm đắm trong sự hưởng thụ mà phải luôn cảnh giác với những nguy hiểm từ thế giới bên ngoài, nhưng đối phương luôn cho rằng nếu như luôn sống thận trọng như vậy thì chi bằng hẹo đi cho rồi. Nhưng cô không thể nào ngờ được cái vả này lại đến nhanh như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Brooke đang dẫn dắt mọi người đi tập thể dục, đột nhiên có người tới báo cáo trên tàu có người mất tích. Mọi người đều vội vàng tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Hơn nữa chiếc xuồng duy nhất cũng vẫn còn ở đó. Vậy thì rốt cuộc anh ấy đã đi đâu? Sandra nói một vị khách mới tên là Billy đêm qua đã chuốc say người mất tích, có lẽ có thể đi hỏi anh ta xem thế nào. Brooke nhanh chóng dẫn mọi người đi tìm Billy. Lúc này đối phương đang câu cá, có điều câu lên được còn có tàn tích của zombie. Đối với việc mất tích của người kia, biểu hiện của Billy rất bình thản, nói không chừng say rượu ngã xuống dưới nước rồi. Có người đề nghị hay là lái thuyền cứu sinh đi tìm xem thế nào, nhưng Brooke lại rất quyết đoán, nếu xuống tàu lúc này thì không phải là một hành động thông minh. Sandra ở bên nhìn rõ cảm thấy Billy hình như có gì đó đang che giấu mọi người, thế là bí mật đi theo phía sau cho đến đầu tàu. Sandra quả nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng. Billy nhìn thấy có người đi đến liền bí mật ném thứ gì đó xuống dưới nước, nhưng Sandra đã nhìn thấy rõ ràng. Cô lập tức gọi chủ thuyền Brooke đến, nói Billy vừa dùng gương để ra hiệu cho người trên bờ, sau đó lại ném gương xuống dưới nước. Billy liền vội vàng giải thích rõ ràng trên bờ không có ai, nhưng Sandra khẳng định đối phương có vấn đề, rất có khả năng người mất tích kia bị anh ta vứt xuống dưới nước. Không nên tin tưởng một người vừa mới lên tàu được 3 tuần như vậy. Sau đó Sandra lấy con dao trong túi ra, Billy lập tức hoảng hốt vội vàng quay người lại nhảy thẳng vào đầm lầy. Mọi người đều trách Sandra quá bốc đồng, thậm chí Brooke còn buông ra những lời lẽ gay gắt. Nếu như cô còn đối xử với những thành viên trên thuyền như vậy nữa, vậy thì mời lập tức rời đi dùm. Sandra chợt thấy buồn, đặc biệt sau khi nhìn thấy ánh mắt xa xăm của con gái nhìn mình. Đây là một sự hiểu lầm lớn. Sandra vội vàng chạy vào thuyền chuẩn bị cho con gái một lời giải thích thỏa đáng. Ai ngờ sau khi mở cửa phòng bên trong lại không một bóng người. Brooke giải thích nói là Lydia chủ động trốn đi không muốn gặp Sandra nữa. Giọng điệu như thể cô ta mới là mẹ ruột của Lydia vậy. Sandra lập tức trở nên tức giận, nói mình là người duy nhất có thể đảm bảo an toàn cho Lydia. Đột nhiên bong trên lầu truyền đến một tiếng hét. Hai người lập tức chạy đi kiểm tra, phát hiện có một người nằm ở hành lang, nói Billy đưa người lên tàu. Sandra biết có chuyện xấu xảy ra rồi liền vội vàng hỏi con gái mình đang ở đâu. Lúc này Brooke cũng không còn che giấu nữa, nói cô bé trốn trên thuyền cứu sinh. Không ngờ dự đoán của Sandra đã thành sự thật. Billy quả thực không phải là thứ tốt đẹp gì, đã chuẩn bị 6 trợ thủ trên bờ từ lâu, tấn công bất ngờ kiểm soát tất cả mọi người trên tàu. Lúc này anh ta đã coi con
con tàu này thành của riêng mình, cảm thấy nơi này không nên nuôi những thứ vô dụng không làm gì này nữa. Lúc này Brooke chủ nhân ban đầu của con tàu chạy ra ngoài, cầu xin Billy đừng làm hại bất kỳ ai, nhưng Billy đã ngứa mắt với cách làm việc tốt bụng của Brooke từ lâu rồi, nếu không cũng không muốn chiếm lấy quyền kiểm soát con tàu này. Brooke vừa cường điệu việc phải tôn trọng sinh mạng, Billy đã trực tiếp hóa vàng người lớn tuổi nhất trên tàu. Brooke lập tức gục ngã, lẽ nào mọi người không thể cùng nhau sống hạnh phúc hay sao? Billy lại cảm thấy rất vô vị, sau này cô trách nhiệm bắp tinh thần cho mọi người, còn anh phụ trách công việc phòng thủ trên tàu, sau đó lại xiên luôn người phụ nữ thích lười biếng. Giờ đây toàn bộ những người khác trên tàu đều sợ đến run cầm cập, bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Ai thường làm việc chèo thuyền, ai thường gây ra tranh chấp, người bị tố cáo nhiều nhất đương nhiên là Sandra, thậm chí còn có người nói muốn đi bắt cô tới. Chính vào lúc này Sandra lại chủ động xuất hiện, giải quyết gọn gàng một trong những người bạn của Billy. Sau khi bùm chiếu vài phát thành công náo loạn hội trường, Sandra quay người nhảy xuống nước, nhân lúc mọi người không có thời gian để ý đến cô. Cô liền cứ vậy chèo thuyền cứu sinh mang theo con gái chèo về phía bờ. Sau khi hai người lên bờ, Sandra cầm một con dao bắt đầu giải quyết những zombie xung quanh. Cô con gái Lydia sợ đến mức hét ầm lên, khiến Sandra không thể chuyên tâm chiến đấu, bất cẩn bị zombie đè xuống dưới đất. Lúc này đã có thuyền viên chạy vào bờ vừa hay đánh lạc hướng chú ý của đám zombie. Sandra trong cái khó ló cái khôn phang một nhát dao vào bụng zombie, sau đó kéo Lydia cùng trốn dưới thân zombie. Tiết canh zombie còn có thể chặn giác quan của zombie. Hai mẹ con cứ vậy nằm bất động cho đến khi xung quanh hoàn toàn không còn chút động tĩnh nào. Sandra đưa con gái trèo ra khỏi người zombie, âm thầm tiến về phía rừng sâu. Không lâu sau cô nhìn thấy có một thân hình ọp ẹp đang quỳ trên sườn đồi cách đó không xa. Sandra vừa nhìn đã nhận ra cô ta là ai, thế là trước tiên để con gái ngồi tại chỗ nghỉ ngơi rồi lôi tai nghe và đồ chơi ra. Sau khi dặn dò nhiều lần là không được chạy linh tinh, liền bước những bước lớn đến trước mặt chủ thuyền Brooke. Mặc dù lúc này đối phương không bị thương, nhưng sự phản bội của cấp dưới đã mang đến đả kích lớn làm tan vỡ mọi niềm tin của cô. Sandra ở bên không ngừng chế nhạo, loại người như cô nên hẹo từ lâu trong cái ngày tận thế zombie thế này rồi, lại còn chiều chuộng làm hư con gái bà đây. Tiếp đến liền rút hàng nóng ra chuẩn bị kết liễu Brooke, ai ngờ cô con gái Lydia lại chạy đến ngăn lại. Trước đây cô bé có mối quan hệ rất tốt với Brooke. Sandra thấy vậy càng tức giận hơn, đẩy Lydia ra rồi bày tư thế muốn bùng chiếu, nhưng nhìn thấy con gái cuộn tròn một cách đáng thương trên mặt đất, miệng còn không ngừng hát bài hát tuổi thơ, bà mẹ Sandra chợt mềm lòng. Cô con gái này thực sự khiến cô rất lo ngại, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với con gái là không hóa vàng Brooke, có điều ít nhất phải cho cô bé một số bài học. Chỉ thấy Sandra đi đến phía sau Brooke, một tay ấn giữ vào đầu cô, còn một tay khác dùng dao cứa một vết sâu trên mặt Brooke. Sandra làm như vậy chỉ vì muốn Brooke nhận ra sự tàn khốc của thế giới này, hy vọng sau này cô có thể sinh tồn lâu hơn. Nhưng nào ai có hiểu được nỗi khổ tâm của Sandra, đến cô con gái Lydia cũng chỉ trích cô, không ngừng oán thán muốn quay trở lại thuyền, vì nơi càng có nhiều người thì càng an toàn. Sandra nhanh chóng ngắt lời con gái, nghiêm túc nói con phải học được cách sinh tồn độc lập, nhiều người thì sẽ làm hại lẫn nhau, ngược lại sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng Lydia đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của Brooke, hoàn toàn không thể hiểu được ý của mẹ. Sandra tức giận đến mức hét lên, cưỡng ép kéo con gái mình đi vào sâu trong rừng. Chẳng mấy chốc hai người đến bên ngoài một công viên AV. Sandra thận trọng nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì, hai mẹ con bắt đầu thu thập vật tư. Những thứ này là những thứ căn bản để tồn tại, nhưng chẳng mấy chốc bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi của Lydia. Sandra đi ra ngoài liền thấy hóa ra là ba thuyền viên sống trên tàu, chỉ có điều giờ đều đã biến thành zombie. Ngay khi Lydia đang không biết làm sao thì Sandra lại nói đến đúng lúc lắm, cô muốn nhân cơ hội này dạy con gái cách tiêu diệt zombie, nếu như không mạnh mẽ thì sớm muộn gì cũng mất mạng trong ngày tận thế này. Nhưng thái độ của con gái kiên quyết, dù có hẹo cũng không làm được. Sandra chỉ đành tự mình ra tay dùng lực đẩy tấm bạt bên cạnh giam giữ ba zombie ở bên dưới, sau đó lại bồi thêm liên tiếp ba nhát xử lý đám zombie đến không thể chuẩn hơn. Nhưng sau đó khi cô hoàn hồn lại thì cô con gái Lydia đã chạy đi mất. Sandra thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, cuối cùng tìm thấy con gái ở dưới một gốc cây lớn. Sandra vừa định quở trách mấy câu thì Lydia lại bảo mẹ đừng nói. Cô bé nghe thấy những chiếc cây lớn này đang thấp giọng thì thầm dường như muốn đưa mình rời đi. Mẹ ơi, để con đi đi. Sau khi Sandra nghe xong trái tim lập tức tan vỡ. Lúc này cô mới phát hiện mình đã quá ích kỷ. Bà sợ mất con gái sẽ mất trong thế giới này, nhưng lại không ngờ thế giới này đáng sợ thế nào đối với một đứa trẻ 9 tuổi. Sandra biết rõ mình không thể thay đổi bất cứ điều gì, thay vì để mọi người sống trong đau đớn như vậy thì chi bằng cùng nhau đăng xuất đi cho rồi. Khi cô rút dao ra chuẩn bị dùng lực hút thật mạnh, đột nhiên xung quanh truyền đến tiếng người đang thấp giọng. Cô bé đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng nói đây là cây lớn đang nói chuyện. Tất nhiên là Sandra không có ngây thơ như vậy, vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh thì phát hiện một nhóm zombie lớn đang bao vây lấy họ, trong miệng vẫn còn đang thấp giọng nói gì đó. Khi Sandra đang tò mò thì một zombie dẫn đầu đột nhiên cởi mũ trùm đầu để lộ một mái tóc vàng óng. Sau đó Sandra liền bị đánh bất tỉnh, hình ảnh thay đổi. Sandra đầu hói với khuôn mặt đầy tiết canh bước ra từ bóng tối, lẩm bẩm trước người tóc vàng, tôi đã được tái sinh. Nội dung tập 3 của Theo of the Walking Dead đến đây là kết thúc. Những người bạn đã quen với The Walking Dead có thể đã đoán được, Sandra, nhân vật nữ chính của tập phim này chính là thủ lĩnh nổi tiếng Alpha. Người thì thầm tóc vàng ban đầu có lẽ là bị Sandra hóa vàng rồi. Còn về lý do cụ thể thì không cần nói cũng biết, có lẽ là liên quan đến con gái
gái cô, có điều trong tập phim không có lời giải thích cụ thể. Đây là một thế giới đầy zombie, mặc dù trong rừng vẫn còn rất nhiều loài động vật còn sống, nhưng zombie vô tình trở thành đứng đầu chuỗi thức ăn, con người cũng chỉ có thể trở thành mục tiêu săn lùng của chúng. Nhà nghiên cứu sinh học Chad cho rằng zombie đã hoàn toàn hòa nhập vào thiên nhiên trở thành một loài hoàn toàn mới, vì vậy còn chọn ra một zombie cụ thể để tiến hành đánh dấu cho mục đích này, thuận tiện cho việc quan sát và nghiên cứu. Trong số đó, số 21 là sự tồn tại đặc biệt nhất. Hôm đó Chad vô tình phát hiện một nhóm zombie bị phang đầu, anh lập tức ý thức được nhất định là chuyện tốt mà người săn xương làm ra. Họ là mối đe dọa lớn nhất đối với bầy zombie, chuyên đi tiêu diệt zombie rồi lấy đầu làm chiến lợi phẩm. Lúc này Chad vô cùng tức giận, cảm thấy đám người này không có mấy giới hạn mà hóa vàng người một cách bừa bãi. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm, anh lập tức khởi động máy bay không người lái đi thám thính, phát hiện zombie đang đuổi theo một cô gái. Đối phương nhìn thấy máy bay không người lái liền vội vàng hét lên cầu cứu, nhưng Chad vẫn thờ ơ, cho rằng kẻ mạnh thì sống lẽ tất nhiên trong quy luật sinh tồn. Ai ngờ cô gái này lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng, cái tay giả bên trái có cài một con dao lập tức tiêu diệt mấy con zombie liền, nhưng cuối cùng vẫn là thể lực không đủ bị zombie đè xuống dưới đất. Có điều cô cũng không bỏ cuộc mà vẫn tìm cách giữ lấy tính mạng. Không ngờ zombie số 21 cũng sẽ tham gia vào cuộc săn lùng, còn bất cẩn bị cô gái đánh hỏng định vị trên người. Chad ở cách đó không xa lập tức hoảng sợ vội vàng lao về phía trước ngăn cô gái tiếp tục hành vi phang lung tung, sau đó kéo cô trốn dưới áo khoác của mình. Không ngờ tất cả lũ zombie đều nhắm mắt làm ngơ trước hai người họ. Hai người cứ vậy thong thả rời đi thoát khỏi vòng vây của zombie. Amy nhặt lại được cái mạng mình mặc dù rất ngạc nhiên nhưng cũng không buồn hỏi tại sao. Cô đã mất liên hệ với đoàn đội 3 ngày nay, trong khoảng thời gian này không có lấy một bữa ăn. Giờ đến đi thôi cũng đi không nổi, cô hy vọng Chad có thể giúp mình, nhưng Chad từ lâu đã thờ ơ với sự sinh tử của người khác. Vừa rồi giải cứu Amy cũng chỉ là lo cho zombie số 21 mà thôi. Giờ đây anh đang cống hiến hết mình để nghiên cứu các mẫu vật zombie, nhưng Amy biết dựa vào sức mình thì tuyệt đối không thể sinh tồn trong khu rừng này, chỉ có thể chịu đựng cơn đau dữ dội âm thầm đi theo sau Chad. Cuối cùng dương mắt nhìn đối phương đi vào căn nhà gỗ trong rừng, Amy không còn cách nào khác chỉ có thể không ngừng đập cửa. Âm thanh sắc nét nhanh chóng thu hút lũ zombie xung quanh, nhưng Chad lại vô cùng bình tĩnh, vừa hay có thể quan sát quá trình zombie đi săn. Nhưng Amy vẫn không chịu chấp nhận số phận của mình, lại dùng con dao nhỏ làm lực hỗ trợ miễn cưỡng trèo lên chỗ cao, cuối cùng coi như tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của đám zombie. Nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài, Amy chỉ đành lại thuyết phục Chad, anh cũng không muốn một zombie đứng trước cửa nhà mình đâu. Chad đột nhiên nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ đành mở cửa cho Amy vào. Anh sống trong rừng nhiều năm nên vừa nhìn đã biết Amy bị trúng độc, tìm trong ba lô quả nhiên phát hiện không ít quả chưa chín, thứ này không thể ăn sống, có lẽ mấy ngày nay đối phương dựa vào thứ này để lấp đầy cái bụng. Thế là nấu một nồi rau thơm đặc sệt đưa tới. Lúc này Amy không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành bịt mũi một hơi uống hết. Tác dụng của loại thảo dược này thực sự rất tốt. Amy nửa tỉnh nửa mê nôn suốt một đêm, sáng hôm sau liền khôi phục tinh thần. Lúc này cô mới có thời gian nhìn quanh căn phòng, xung quanh chất đống các mẫu vật zombie, ngoài ra còn có rất nhiều bức ảnh về zombie số 21 treo trên tường. Không thể hiểu được tại sao Chad lại quan sát đám zombie vô vị này, nhưng Chad lập tức phản bác lại, ai nói zombie vô vị? Zombie số 21 này từng hóa vàng một con chó hoang nhưng lại không ăn một mình mà gọi đồng loại đến cùng thưởng thức. Chuyên gia sinh học Chad tin rằng đây là hành vi điển hình của động vật xã hội. Có điều hôm qua Amy đã làm hỏng máy định vị của số 21, giờ đây Chad bắt buộc phải tìm được nó mới được. Sau khi hai người trèo ra khỏi nhà, Chad chỉ cho Amy một con đường, bảo cô đi dọc theo con sông phía trước thì có lẽ sẽ gặp đồng bọn thất lạc của cô. Còn Chad đi về hướng một con đường khác, nhưng anh không ngờ rằng Amy lại vô tình gặp zombie số 21 mất tích. Amy lập tức tỉnh táo lại lén lút đi theo, hơn nữa trên đường còn đánh dấu lại. Ngược lại ở phía bên Chad tìm số 21 cả ngày cũng không có kết quả gì, cuối cùng chỉ có thể thu thập được một số mẫu zombie, thất vọng trở về phòng. Không ngờ Amy đã đợi ở trước cửa từ bao giờ. Cô nói mình là động vật xã hội, không thể một mình sinh tồn được, muốn Chad giúp mình tìm bạn đồng hành, đổi lại cô sẽ giúp Chad tìm zombie số 21, chắc không có lý do gì để từ chối. Thế là sáng sớm hôm sau, Amy theo ấn ký đã để lại trên đường đưa Chad đi tìm zombie số 21. Từ cuộc trò chuyện biết được Amy vốn dĩ sống ở một khu vực không có zombie, được ngăn cách xung quanh bởi một rãnh sâu rộng hơn 200 mét. Không hiểu được tại sao nhóm người này lại chạy đến nơi này, Amy giải thích nơi bọn họ sống không hề đẹp như trong tưởng tượng. Thế là cả nhóm người vượt qua mương sâu chuẩn bị đến đây định cư. Chắc biết rất nhiều về thế giới bên trong rãnh sâu, nơi đó đơn giản chính là thiên đường nhân gian, bởi vì không có zombie để săn, cây cối bên trong vô cùng tươi tốt, động vật cũng phong phú, hơn nữa tăng trưởng với tốc độ 10% mỗi năm. Bản thân Amy cũng không biết nơi mình từng sống đẹp đến thế nào. Chắc không nhịn được khuyên cô mau chóng quay về, còn ở đây thì sớm muộn gì cũng bỏ mạng. Nhưng Amy lại phản bác lại, không phải anh cũng luôn sống ở đây sao? Thế là Chắc chậm rãi kể lại trải nghiệm của mình. Anh từng thuộc một nhóm nghiên cứu sinh vật, mọi người đều nghĩ zombie là một phần của tự nhiên, có điều mọi người cũng đều vì mọi lý do mà tản ra. Ngay khi Chắc muốn bỏ cuộc lại vô tình đi ngang qua ngôi nhà gỗ, ở đây anh học một vị tiền bối trong đoàn, không ngờ ông vẫn có thói quen nghiên cứu zombie. Điều này cũng khơi dậy tinh thần chiến đấu của Chad. Cho đến không lâu sau, tiền bối vì lâm bệnh nặng mà qua đời. Trước khi thăng thiên, ông đưa chiếc áo khoác làm từ da zombie cho Chad, điều này sẽ giữ anh ta an toàn trước sự tấn công của zombie. Không chỉ có vậy, tiền bối còn dặn dò Chad, sau khi mình đăng xuất trở thành zombie, Chad có thể theo dõi và quan sát toàn bộ quá trình. Đây là một kiểu kế thừa tinh thần khám phá. Chad may mắn sống theo số phận, chớm quan sát cái quan sát luôn 7 năm, mà vị tiền bối kia chính là zombie số 21. Khi hai người đang nói chuyện, Amy phát hiện một con chim
bồ câu có nguy cơ tuyệt chủng, trên mặt bất giác nở một nụ cười ngọt ngào, chắc nhìn ra đây là tình yêu đích thực dành cho thiên nhiên, thế là chủ động đề nghị, hy vọng Amy có thể ở lại làm trợ lý cho anh, đến lúc ấy cũng có thể kế thừa công việc của anh. Nhưng Amy luôn tin rằng con người là động vật có tính xã hội, không nên sống một mình như Chắc thế này, nếu như thế này thì chi bằng gia nhập với bọn họ cùng nhau xây dựng những khu định cư mới. Chắc đương nhiên là không tình nguyện rồi, anh ấy cảm thấy con người sống tập thể là đồng phạm tàn phá thiên nhiên. Hai người vừa đi vừa tranh luận, đột nhiên phát hiện một zombie không đầu nằm bên vệ đường, tiếp đến là một tiếng hét thảm vang lên từ xa. Hai người lập tức cảm thấy không ổn, mấy người may mắn sống sót đang bị zombie tấn công. Amy liền nhận ra họ chính là bạn đồng hành mà mình đang tìm, đang muốn đi lên giúp đỡ thì bị Chắc ở bên cạnh vội vàng giữ lại, không được can thiệp vào quy luật tự nhiên. Nhưng Amy đâu có quan tâm nhiều như vậy, sau khi thoát khỏi sự kiềm chế lao lên liền không ngừng làm gỏi chúng. Một zombie bị đẩy xuống sườn đồi rơi xuống nước, lần này đến lượt Chắc lo lắng, bởi vì zombie này chính là số 21 mà anh muốn tìm. Chắc bất chấp an toàn của bản thân lao đến lại không cẩn thận ngã xuống bên dưới. Thấy zombie số 21 ngày càng trôi xa, Chắc chỉ có thể nhờ Amy giúp đỡ, anh chấp nhận đồng ý bất cứ điều kiện nào. Amy tức giận đến mức nghiến răng phun ra một câu, không phải tất cả đều là lẽ tự nhiên sao? Chắc chỉ đành chịu đựng cơn đau một mình leo lên sườn đồi, lôi ra sợi dây luôn mang theo bên mình ném ra mấy lần, cuối cùng móc được cánh tay của zombie. Amy có chút không kìm được nhưng vẫn đưa tay ra kéo dây cùng Chắc từ từ kéo zombie vào bờ. Ai ngờ ngay giây sau một con cá sấu đột nhiên xuất hiện, Chắc cố hết sức muốn kéo zombie về bờ mà cả người suýt thì bị kéo xuống dưới nước. May thay Amy kịp thời cắt dây cũng coi như cứu được Chắc một mạng. Có điều zombie số 21 lại bị cá sấu kéo xuống dưới nước. Thấy Chắc đau buồn như vậy, Amy không kìm được mà mắng chửi, nếu đã chiến đấu vì một zombie vậy vừa rồi tại sao thấy hẹo không cứu? Chắc giải thích vì bạn đồng hành của cô sớm muộn gì cũng sẽ đi gặp Diêm Vương, những con kền kền trên bầu trời đang chờ bữa tối. Sau khi nghe vậy, Amy càng hoảng sợ hơn, cô còn rất nhiều bạn đồng hành đang định cư ở cách đó không xa. Chắc khuyên cô đừng cố gắng giải cứu, nơi những người này sống rất có thể là con đường duy nhất mà zombie phải đi khi di cư, đây là quy luật sinh tồn kẻ mạnh kẻ yếu trong tự nhiên. Nhưng Amy không quan tâm nhiều như vậy, nhất quyết muốn đi nhắc nhở đồng đội, cho dù cô cũng phải chịu chung một số phận. Trên đường đến khu định cư, Amy gặp phải nhiều zombie đang di cư đúng như dự liệu. Cô không lựa chọn đi đường vòng mà dùng lưỡi dao sắc bén mở đường đi. Có điều chẳng mấy chốc đã bị zombie đẩy ngã. May mắn thay, niềm tin vững chắc đã giúp cô đứng dậy trở lại, cũng coi như đến nơi định cư của bạn đồng hành trước đám zombie một bước. Nhìn nhóm người đang nhộn nhịp, trên mặt cô lại hiện lên nụ cười ngọt ngào. Nhưng Chắc hiểu rõ quy luật tự nhiên lại không lạc quan như cô, dùng máy bay không người lái ghi lại hành tung của Amy suốt chặng đường. Sáng ngày hôm sau, Chắc mang theo thiết bị ghi âm chậm rãi đi lại con đường mà Amy đã từng đi. Không lâu sau đó anh liền đến nơi định cư của nhóm người, có điều nơi này đã ngổn ngang thi thể zombie tràn lan, thì ra nhóm người này đã bị zombie tấn công. Trên mặt Chắc không hề có vẻ hối hận, anh mò mẫm tìm đường tới một hộp chứa giống thùng xe thì phát hiện bên trong chứa đầy đầu zombie. Hóa ra những người này chính là những thợ săn xương trong huyền thoại. Kết cục của họ vừa hay làm chứng cho một câu nói, khi bạn đòi hỏi quá nhiều từ thiên nhiên thì sẽ bị thiên nhiên phản công. Tất nhiên tiền đề là zombie cũng là một phần của tự nhiên. Chắc vừa mất mẫu 21, lần này anh đánh dấu lại trên người một zombie bị kẹt trên ghế. Anh không hề từ bỏ việc nghiên cứu về zombie. Không lâu sau đó Chắc gặp lại người quen cũ, chính là Amy đã bị biến thành zombie. Cuối cùng cô vẫn không thể thoát khỏi được số phận. Vẻ mặt Chắc vô cùng phức tạp nhìn đối phương, sau đó lôi ra một cái băng đô, nhìn bộ dạng thì có vẻ như là muốn bắt cô về nghiên cứu. Vừa rồi là tập 4 của The Walking Dead, người đàn ông này vô duyên vô cớ bị người ta truy sát đến mức lăn lộn dưới mặt đất, thuận tay mở một cái nắp lên lại phát hiện dưới hố có hai zombie. Người đàn ông gần như phát điên, trong một ngày anh đã phải trải qua quá nhiều chuyện khủng khiếp. Chính vào tối hôm qua Devon tỉnh dậy sau cơn hôn mê, lại phát hiện có một zombie không có miệng nằm ngay bên cạnh. Anh muốn đứng dậy bỏ chạy, ai ngờ mình lại bị trói lại với zombie. Devon sợ đến nỗi dựng hết tóc gáy lên, anh theo bản năng cầm lấy vật cứng luyện võ đến khi zombie ngất đi thì thôi. Lúc này anh mới phát hiện mình đã hoàn toàn quên hết những trải nghiệm trước đây. Đột nhiên trên trán truyền đến một đợt đau rát, Devon có chút khóc không ra nước mắt. Anh thậm chí không thể nhớ mình bị thương khi nào. Nhìn xung quanh phát hiện có không ít bóng người ở phía xa, đột nhiên có một cô bé chạy tới. Devon đang muốn mở miệng kêu cứu lại phát hiện thần sắc của cô bé hoảng hốt, lớn tiếng hét anh ấy đang ở đây. Devon có chút khó hiểu, nhưng nhìn bộ dạng thì nhóm người ở phía xa kia giống như đang tìm mình. Vì để an toàn, Devon kéo zombie giấu dưới hốc cây cho đến khi đám đông tìm kiếm dần dần giải tán, Devon mới khó khăn đứng dậy kéo zombie ra khỏi rừng. Trong chớp mắt, một người và một zombie đã đến ngôi làng nhỏ. Không biết lý do tại sao trong đầu Devon luôn xuất hiện con số 897, giống như zombie đang thì thầm ở bên vậy. Anh tò mò đến trước ngôi nhà có biển 897. Bố cục quen thuộc trước mắt khiến Devon lập tức nhớ lại một ký ức đã lãng quên. Từ 7 tuần trước, hai chân anh bị thương nằm trong khu rừng nhỏ. Kết quả được hai chị em tốt bụng phát hiện đưa đến ngôi nhà này để dưỡng thương. Khi Devon bước vào phòng lần nữa, khung cảnh quen thuộc xung quanh chợt khiến anh nhớ ra zombie ở bên cạnh chính là cô chị đã từng cứu mình. Thế nhưng anh lại không hề có chút ấn tượng nào về cái hẹo của cô. Mặc dù Devon cảm thấy có lỗi nhưng vẫn cầm cưa lên tách dụng cánh tay của cô chị gái zombie. Giờ thì cuối cùng anh cũng có thể đi lại tự do. Sau đó anh lại bế zombie đến bàn ăn rồi dùng khăn trải bàn trắng che lại. Nhìn chiếc bàn quen thuộc, Devon chợt nhớ tới cảnh mình dùng bữa cùng hai chị em tốt bụng. Khi đó mọi người đều mở lòng nói về quá khứ của mình. Hóa ra ngôi làng này hoàn toàn biệt lập với phần còn lại của thế giới. Zombie đang tràn lan bên ngoài nhưng ở đây luôn bình yên.
Không biết lý do tại sao cả nhà người chị luôn muốn thoát khỏi ngôi làng này. Sau nhiều lần thất bại, chồng của người chị cũng vì vậy mà mất mạng. Ngay cả cậu con trai Anot cũng có mấy vết sẹo. Nhưng Daven lại quan tâm đến cô em gái. Đối phương là một cô gái vô cùng vui vẻ và tốt bụng. Không những không ghét bỏ Daven đi lại khó khăn, thậm chí còn chủ động dạy anh chơi đàn. Nhưng đáng tiếc là anh không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Cây đàn piano vẫn ở trong nhà nhưng lại không thấy bóng dáng cô em đâu. Daven cảm xúc lẫn lộn đi đến trước bàn trang điểm quen thuộc lấy một miếng gạc ra. Mọi thứ đều rất tự nhiên giống như thuốc thang đều vốn dĩ phải ở đây vậy. Vì căn phòng này là nơi anh đã nghỉ ngơi trong vài tuần. Trong thời gian này hai chị em tốt bụng chăm sóc anh đều rất chu đáo. Daven thậm chí còn muốn ở đây mãi mãi. Từ lâu đã không còn đề phòng hai chị em tốt bụng này. Thế là anh kể lại quá trình mình đến đây. Hai ngày trước anh vì bị zombie truy đuổi, đã vô tình trốn vào ngôi làng biệt lập này, gặp một người dân làng địa phương trong rừng. Đối phương thấy Daven là người ngoài liền trực tiếp bùm chiếu anh bị thương. Cô chị nói anh thật ngốc nghếch nên bùm chiếu giữ mạng mình trước mới đúng. Nhưng Daven cho rằng con người còn sống nên tuân thủ quy tắc và pháp luật, không nên hóa vàng người vô tội một cách bừa bãi. Nhưng cô chị lại ẩn ý nói một câu là có những người nên đăng xuất từ lâu rồi. Lúc này ký ức lại đột nhiên dừng lại, bởi vì Daven nghe thấy có động tĩnh gì đó dưới tầng hầm. Anh tò mò bước xuống cầu thang để kiểm tra, phát hiện một zombie con đang bị trói vào ống sắt không ngừng rú lên. Daven dường như đã biết đến sự tồn tại của nó từ lâu. Gương mặt đầy bình tĩnh lôi con dao găm ra giúp nó hoàn toàn giải thoát. Chính vào lúc này Daven nhìn thấy một bóng người mơ hồ đang tiến lại gần. Tiếp đến đầu liền bị một tấm vải đen chụp lên. Đợi đến khi Daven tỉnh lại thì thấy mình bị trói vào khung gỗ. Xung quanh là những dân làng đang tức giận, mà người đứng đầu lại chính là cô em tốt bụng mà anh nhớ nhung. Chỉ có điều gương mặt đối phương đầy vẻ hung dữ, đôi mắt toàn là sự căm phẫn, so với bộ dạng như làn gió xuân mấy tuần trước thì như hai người khác nhau vậy. Lúc đó Daven bất chấp mưa lớn đi hái dâu tây mà cô em thích ăn, mặc dù đối phương không nói gì nhưng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cảnh tượng này khiến Daven cả đời khó quên. Ai ngờ cô em hiện giờ lại trở thành một oán phụ ác độc, lại nói Daven là một tên vong ân phụ nghĩa bem chị cô một cách dã man. Mặc dù Daven không nhớ mình đã làm gì, nhưng anh rất chắc chắn cho dù thế nào mình cũng sẽ không hóa vàng người vô tội. Nhưng thi thể đã biến thành thây ma của cô chị đang ở ngay trước mắt. Daven có trăm cái miệng cũng khó giải thích. Càng khiến anh không thể chấp nhận là những dân làng khác lại còn lớn tiếng hét trả lại con trai cho tôi. Hóa ra không chỉ có người chị tốt bụng thăng thiên mà còn có nhiều trẻ em trong làng mất tích, trong đó còn có con trai của người em. Chẳng trách cô lại ghét Daven đến vậy, nhưng Daven vẫn muốn chiến đấu vì chính mình. Mấy người có chứng cứ gì nói mình bem người bắt trẻ em? Điều khiến anh không thể ngờ là nơi đây không hề có pháp luật, cũng không cần chứng cứ gì cả. Sống hay hẹo hoàn toàn phụ thuộc vào lời nói của trưởng làng. Cái này so với thời kỳ man dợ thì có gì khác biệt? Đến bây giờ Daven mới hiểu tại sao gia đình người chị lại muốn chạy thoát khỏi nơi đây. Anh lớn tiếng khuyên người em gái mau tỉnh ngộ, nhưng đối phương vẫn thờ ơ. Cuối cùng Daven vẫn bị dân làng đang phẫn nộ lôi vào trong một chiếc xe bỏ hoang. Sau đó chiếc máy xúc bên cạnh từ từ khởi động. Hóa ra đây là cách dân làng trừng phạt tội phạm. Họ lại muốn biến Daven thành nồi thịt bọc sắt. Có lẽ là do bản năng sinh tồn, Daven chợt hồi phục được một đoạn ký ức về người con trai của cô em. Thế là ở trong xe hét lớn lên, tôi biết con cô đang ở đâu. Cô em sau khi nghe xong lập tức kích động vội vàng bảo máy xúc dừng lại. Trưởng làng cảm thấy Daven chỉ nói dối để giữ mạng, nhưng người em nào có quan tâm được nhiều như vậy. Thế là vội vàng chạy đi tóm lấy tài xế. Nhiều dân làng muốn đi lên cản cô nhưng bị bố mẹ của những đứa trẻ bị mất tích ngăn lại. May thay lúc này máy xúc đã dừng lại. Daven may mắn thoát nạn, nhân lúc hỗn loạn liền lén trèo ra khỏi xe đi những bước lớn đi về nơi xa. Anh đã nhớ lại nơi mà cậu con trai của cô em gái có thể trốn ở đó, quyết định cứu người ra để rửa sạch nỗi oan của mình. Không lâu sau Daven đến căn nhà gỗ giữa rừng. Đây là xưởng chế biến tôm cá của người chị khi còn sống. Ai ngờ vừa hay nhìn thấy Anot ở đây đang thần bí mở cửa căn nhà gỗ, cậu con trai của người em quả nhiên ở đây, hơn nữa còn bị ông anh họ Anot trói lại. Daven đã nhìn thấy cảnh này đột nhiên vô cùng đau đầu. Mảnh ký ức bị mất cuối cùng cũng hiện ra. Lúc đó anh đang nằm trên giường để hồi phục vết thương, đột nhiên nghe thấy chuyển động từ bên dưới đường ống. Anh tò mò đi xuống hầm lại phát hiện một cậu bé kỳ lạ đang bị trói vào cột sắt. Không chỉ có vậy, đến cậu con của cô em gái cũng ở đây. Daven vừa muốn cởi trói cho cậu thì nhìn thấy cô chị đi vào. Có lẽ tội ác đã bị vạch trần nên cô chị cũng không còn giả vờ nữa. Cô nói dân làng ở đây đều là kẻ điên, những thế hệ tiếp theo vô tội không nên tiếp tục ở đây chịu khổ. Vì vậy cô muốn giúp những đứa trẻ này giải thoát. Nhưng Daven lúc đó căn bản không thể hiểu được, thấy cô chị vẫn còn muốn đuổi theo. Thế là anh liền vội vàng lên trước kéo cô chị lại, sau đó thuận tay còng tay mình với tay cô chị. Nhưng đối phương lại càng tức giận hơn. Daven bất ngờ phát huy sức mạnh quanh người, kết quả là cô chị bị ném vào một chất lỏng có tính ăn mòn cao. Ngũ quan khuôn mặt lập tức dung hòa, chẳng mấy chốc đã nằm trên mặt đất bất động. Daven cũng sợ đến mức tê liệt. Chính vào lúc này Anot đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tức giận đến toàn thân run lên, trực tiếp cầm thanh sắt lên nhắm vào đầu Daven. Khi anh tỉnh lại lần nữa, theo bản năng muốn thoát khỏi ngôi nhà này, bế cô chị bị còng cùng mình vào sâu trong rừng. Kết quả do mất tiết canh quá nhiều mà ngất đi. Daven lấy lại được toàn bộ ký ức, biết được cô chị muốn làm hại toàn bộ trẻ em trong làng. Ai ngờ người chị vừa mất mạng, cậu con trai Anot lại kế thừa đại nghiệp của mẹ mình. Vốn dĩ Daven muốn dọa cho anh ta bỏ chạy, ai ngờ Anot lại lôi ra một con dao găm. Suy nghĩ của anh cũng giống như mẹ,
cảm thấy trẻ em lớn lên trong môi trường như thế này sẽ chỉ trở nên méo mó. Nếu như vậy thì chi bằng sớm ngày giải thoát cho chúng. Devon bị buộc phải lùi lại từng bước, cho đến khi tới một gò đất nhỏ mơ hồ nghe thấy chuyển động từ bên dưới. Anh bất ngờ mở nắp phát hiện bên dưới có hai đứa trẻ đã mất trở thành thây ma. Đây chắc chắn là kiệt tác của Anod. Devon biết rõ mình không phải là đối thủ của anh ta, thế là ở trong rừng hét lên tìm được con của mọi người rồi. Anh tin chắc rằng dân làng đang tìm tung tích của mình xung quanh đây nhất định có thể nghe thấy. Quả nhiên không bao lâu sau một số lượng lớn dân làng chạy tới, còn cậu con của người em cũng từ trong căn phòng gỗ đi ra. Dưới sự chỉ điểm của cậu, tất cả sự thật được tiết lộ cho mọi người. Hai người mẹ nhìn thấy con mình đã biến thành zombie tất nhiên là khóc trong đau đớn tuyệt vọng. Devon chứng minh được sự trong sạch cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, chỉ trích dân làng không nên kết án người dân một cách vô căn cứ như vậy, nên tuân thủ luật pháp cũng như kính trọng sinh mệnh. Nhưng lời vừa dứt, cô em gái đã đi lên đá cho Anod một phát. Tiếp đến hai người dân làng đi ra khỏi nhóm người, trực tiếp ném thẳng Anod xuống hố zombie. Tiếp đến là những tiếng hét thảm truyền đến, toàn bộ dân làng đều đứng ở một bên nhìn, cuối cùng đều quay người đi khỏi hiện trường, như thể đây là một điều bình thường. Devon không ngờ được những lời nói từ tận đáy lòng của mình lại chẳng hề có chút tác dụng nào, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu im lặng đi ngang qua người em gái. Nỗi buồn lớn nhất trên đời chính là đang sống tê liệt mà không hề hay biết. Trên đây là nội dung tập 5 của Tales of the Walking Dead. Một tiếng kêu thảm thiết vang ra từ trong khu rừng yên tĩnh, đôi nam nữ này điên cuồng bỏ chạy trong hoảng loạn. Cả một đêm trôi qua, đằng sau vẫn còn zombie đuổi theo phía xa xa, có điều chân của đối phương đã gãy rồi. Trong lòng hai người cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cô gái Idalia đột nhiên nhớ ra có từng nghe bạn nói phía trước không xa có một nữ phù thủy rất thần thông, cô đang vô cùng phân vân xem có nên tới đó nghỉ một đêm không. Anh bạn trai Zoro chẳng buồn để tâm nói đi đến nơi đó tốt hơn nghỉ ngoài nơi hoang dã này. Cuối cùng khi trời tối, hai người cũng đến được nơi ở của nữ phù thủy. Có điều tứ phía đều bị chặn lại bởi những bức tường cao. Idalia nhìn quanh phát hiện một chốt cửa đang di chuyển. Họ cứ vậy vượt qua bức tường. Không ngờ bên trong có một ngôi nhà lớn. Sống ở đây hoàn toàn không cần phải lo zombie xâm nhập. Khắp nơi trong nhà đều được thắp nến, đến bếp lò cũng đang cháy. Rất rõ ràng là có người sống ở đây. Nhưng nhóm Idalia đi nửa ngày cũng không gặp được một bóng người nào. Ngay khi họ chuẩn bị ngồi xuống thì có người mặc đồ trắng đột nhiên xuất hiện ở hành lang. Đối phương vừa đi lên đã yêu cầu hai người rời đi. Idalia cầu xin rằng bên ngoài trời lạnh cóng, họ đã không còn nơi nào để đi nữa. Có thể ở nhờ một đêm rồi đi không? Bà lão này không có lấy một chút khí chất nào của phù thủy, cuối cùng gật đầu đồng ý, bảo hai người nhóm Idalia đi tắm trước. Sau đó bà lão lại bê đồ ngon đến để họ ăn một bữa thật ngon. Trong thời gian này còn không ngừng dặn dò sáng sớm ngày mai phải rời đi luôn. Zoro vô cùng hưởng thụ cảm giác một bữa no nê, thế là thử mở miệng thăm dò, cho dù ngày mai chúng tôi rời đi nhưng tối mai thì phải làm sao? Hóa ra anh ta đã nhắm đến ngôi nhà lớn của bà lão, muốn ở luôn đây không đi nữa. Khuôn mặt của bà già ngay lập tức phủ đầy xương giá, cho dù mấy người đang xuất rồi cũng không liên quan gì đến tôi. Zoro sau khi nghe vậy thì vô cùng tức giận đập bàn đứng dậy, ai ngờ còn chưa ra tay bà lão lại giống như vô cùng sợ hãi, cả người lảo đảo đụng đầu vào bàn rồi cứ vậy mà tắt thở. Trong ngày tận thế zombie, mọi người đều đã quen với việc nhìn thấy sự sống và cái hẹo. Phản ứng đầu tiên của Idalia là chạy vào nhà vệ sinh, lau sạch tiết canh bùm chiếu tung tóe trên người. Ai ngờ trong hình ảnh phản chiếu trong chậu rửa có một đôi bàn tay khô khốc đang bóp cổ cô. Idalia đột nhiên cảm thấy khó thở, may thay tất cả chỉ là ảo ảnh. Zoro lúc này đã đốt lửa hết cỡ trong lò sưởi, như thể anh ta là chủ của ngôi nhà, nhưng Idalia cho rằng như vậy không hay lắm, cho dù bà lão đang xuất rồi chúng ta cũng không thể chiếm lấy nơi này. Anh lại bày ra bộ mặt không hiểu, ngôi nhà này hiện không có chủ sở hữu, xung quanh lại có tường rào bảo vệ, hơn nữa còn có nhiều vật tư cung cấp, chính là nơi trú ẩn hoàn hảo trong ngày tận thế zombie. Thấy bạn gái vẫn bất động, Zoro lại chơi bài tình cảm, chúng ta đã lang thang bên ngoài quá lâu, giờ đây khó khăn lắm mới có chốn dung thân, sau này có thể hạnh phúc trải qua quãng đời còn lại. Cuối cùng Idalia cũng bị những lời ngon ngọt của bạn trai làm cho động lòng, quyết định làm quen với ngôi nhà mới của họ. Ở cuối hành lang có một căn phòng nhỏ đơn độc, bên trong thắp rất nhiều nến, hơn nữa còn có hình ảnh của bà lão khi còn trẻ. Trong lòng Idalia cuối cùng vẫn có chút tiếc nuối, quyết định đem bức chân dung kia của bà lão để làm ảnh thơ. Ai ngờ bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của bà lão, anh bạn trai dường như cũng nghe thấy động tĩnh bất thường, thế là tò mò đi xung quanh xem thế nào, phát hiện âm thanh phát ra từ một mảnh vải trắng, giật mạnh tấm vải trắng ra thì bên trong lại có một con vẹt biết nói. Hai người đều rất thích anh chàng đáng yêu này, mong muốn ở lại càng mãnh liệt hơn. Có điều Idalia vẫn không kìm được nói ra nỗi lo lắng của mình, đây là nơi ở của phù thủy, liệu có xảy ra chuyện bất ngờ nào không? Nhưng anh bạn trai lại vô cùng kiên định, lẽ nào còn có chuyện gì đáng sợ hơn việc ra ngoài đối mặt với đám zombie sao? Đến giờ đi ngủ, Zoro cố tình chọn chiếc giường lớn nhất. Idalia cảm thấy có chút khó xử vì đây là chiếc giường bà lão đã ngủ, nhưng anh bạn trai lại không hề quan tâm, chỉ cần được ngủ thoải mái là được rồi. Kết quả vào nửa đêm Idalia tỉnh dậy sau giấc ngủ, quay đầu lại nhìn thì thấy bà lão đứng bên cạnh giường, khi cô thắp nến lên thì lại không thấy gì nữa, nhưng Idalia không thể ngủ lại được nữa. Trong lòng luôn có một cái gì đó, vừa cầu nguyện xong thì mơ hồ nhìn thấy ở phòng chứa đồ đối diện có thứ gì rất đáng nghi, thế là cô thắp nến từ từ đi vào căn phòng, vừa tới trước cửa liền nhìn thấy có một chất lỏng đang không ngừng chảy trên tường, đưa tay ra chạm vào thì thứ đó rất giống tiết canh tươi. Idalia cũng rất to gan, lại cứ vậy đi vào trong, thuận tay bật đèn lên thì phát hiện nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh mọc đầy dây leo, đột nhiên một đôi tay thò ra, hóa ra là một con zombie bị mắc kẹt. Idalia vô cùng sợ hãi lập tức gọi bạn trai đến kiểm tra, nhưng tìm kiếm một hồi cũng không tìm thấy gì lạ thường, cảm thấy chỉ là Idalia gặp ảo giác mà thôi. Nhưng cô cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy, đây là nơi ở của phù thủy đó.
Thế là sáng sớm hôm sau, một người không tin vào đạo như cô lại tìm đến dây chuyền thánh giá, vô cùng chân thành mà đeo lên cổ. Có điều như vậy dường như không ăn thua lắm, hình người trên cây thánh giá treo trên tường lại đều có thể di chuyển bò hết về phía Idalia. Mặc dù biết vừa rồi chỉ là ảo ảnh, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng ám ảnh, định ra ngoài đi dạo hít thở không khí. Cảm xúc tiêu cực quả nhiên có thể lây truyền. Anh bạn trai ngồi trên sofa cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, thậm chí bình thường cảm thấy chú vẹt vô cùng đáng yêu cũng trở nên đáng ghét. Lúc này mặt trời vẫn chưa lên hẳn, không khí tràn ngập sương mù dày đặc. Idalia luôn cảm thấy như có điều gì đó ẩn giấu bên trong, đặc biệt là sau khi nghe thấy tiếng động lạ, cô liền bắt đầu vung dao loạn lên. Nhưng khi hoàn hồn mới phát hiện chỉ là một con gà mái mà thôi. Nhưng Idalia vô cùng chắc chắn lời thì thầm vừa rồi không phải là thứ mà một con gà mái có thể làm được, thế là lại đề nghị với bạn trai là nên rời đi, sống ở nhà người khác và ăn đồ ăn của người khác liệu có thực sự ổn. Anh bạn trai lại cho rằng bạn gái quá căng thẳng, định tối nay thả lỏng cho cô một chút. Ai ngờ còn chưa vào vấn đề chính, Idalia lại nhìn thấy ảo ảnh. Cảm giác đang dở mà dừng này khiến Zoro càng thêm tâm phiền ý loạn, vô tình nhìn thấy một bóng đen trên tường, hóa ra là con vẹt cũng bay ra ngoài làm loạn. Nhưng rất nhanh anh đã phát hiện ra ảnh trên tường lại đều biến thành mình. Nội dung trên đó khiến anh nhớ lại cảnh mình từng tàn nhẫn tàn sát đồng đội, cuối cùng chỉ còn anh và Idalia còn sống. Zoro sợ đến mức chạy trở lại phòng khách. Khi Idalia nghe thấy tiếng động đi tới thì phát hiện trong tay bạn trai đang cầm con vẹt đã trở nên lạnh giá. Rất rõ ràng lúc này Zoro cũng bắt đầu trở nên bất thường. Khi anh đang lấp con vẹt đột nhiên nghe thấy bên ngoài tường có người đang gõ cửa. Zoro đi tới nhìn thì đó lại là một trong những đồng đội cũ của anh, trước đây bị gãy chân biến thành zombie còn đi theo anh với Idalia một đoạn dài, không ngờ lúc này lại biến lại thành con người. Zoro cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng tất nhiên là sẽ không cho cô ta vào. Ai ngờ đối phương khổ sở cầu xin, còn nói bản thân thành ra thế này đều là do Idalia làm, không ngừng khuyên Zoro nếu như ở cùng cô thì sau này sẽ không còn ai cãi nhau với anh muốn rời đi nữa. Những lời này dường như chạm trúng chỗ nhột của Zoro, anh lại có thể ngây ngốc chuẩn bị mở cửa. May thay vào thời khắc quan trọng, Idalia cầm sẻng sắt xuất hiện kéo Zoro vào phòng, nói những gì anh thấy vừa rồi chỉ là ảo giác, người bạn đó đã biến thành zombie từ lâu rồi. Hơn nữa vừa rồi mình đã xử lý cô ta rồi. Zoro quay đầu lại nhìn quả nhiên thấy một zombie đã thăng thiên, không ngờ bệnh của Zoro lại còn nặng hơn bạn gái. Đến uống một cốc nước trắng bình thường cũng cảm thấy Idalia bỏ gì đó vào. Thực ra những lời người bạn nói vừa rồi đều là theo sự thật trong lòng Zoro. Trong tiềm thức anh cảm thấy Idalia đã làm hại người đồng đội nữ đó. Thế là lại nhắc lại chuyện xưa kia, hóa ra vào mấy ngày trước Idalia đưa đồng đội nữ kia đi tìm vật tư. Nhưng khi quay lại thì chỉ còn một mình Idalia. Cô nói nữ đồng đội kia bị zombie tấn công nên gãy chân, nhưng những đồng đội khác đều không tin lời Idalia, chỉ có Zoro không ngừng bảo vệ cô, cuối cùng lại bem hết toàn bộ đồng đội cũ. Lúc này Idalia cũng nói ra những lời trong lòng, lúc đó Zoro đã chuẩn bị vũ khí từ lâu rồi, rõ ràng anh không vì Idalia mà mới sát hại đồng đội, kết quả hai người vì vậy mà cãi nhau to. Đột nhiên có chuyển động bên ngoài cửa sổ, Idalia giận dữ chạy ra ngoài mắng bà lão. Lúc này cô lại nghĩ đến căn phòng chứa đồ bị bỏ hoang, thế là lặng lẽ đi qua đó, kết quả lại nhìn thấy zombie bị mắc kẹt kia. Ai ngờ ngay giây sau xung quanh đột nhiên mọc rất nhiều zombie, Idalia sợ hãi đến mức né trái tránh phải. Cùng lúc đó trong hành lang cũng xuất hiện một giọng nói quen thuộc, sau đó màn hình thay đổi, Idalia trở về phòng với vết tiết canh trên mặt, nói mình vừa nhìn thấy những người bạn đồng hành bị bạn trai hóa vàng. Zoro lập tức lên tiếng chỉnh lại họ là do chúng ta cùng nhau bem. Idalia cũng không muốn tranh luận, cảm thấy hai người họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Vừa dứt lời cả căn phòng chợt rung chuyển, không ngừng có đồ rơi khỏi tường. Mặc dù Zoro cũng cảm nhận được, nhưng anh cảm thấy những cái này đều là do ý nghĩ rối loạn của Idalia gây nên. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ lại có chuyển động, hai người đi tới xem thử thì thấy một bàn tay vươn ra từ nơi lấp thi thể bà cụ. Sau đó hai người mở to mắt bởi vì bà lão đã biến thành zombie lại có thể tự đào đất chui ra. Idalia nhanh chóng đóng cửa lại thì phát hiện bức ảnh bà lão trên tường lại biến thành bọn họ. Sau đó cửa sổ bắt đầu nứt ra, bà lão đã đi đến hành lang, chỉ có điều bà giờ đây không hề có chút bộ dạng nào của thây ma cả, ngược lại càng giống một người bình thường hơn. Hai người còn muốn giải thích cái hẹo của bà lão không liên quan gì đến bọn họ cả, nhưng cái đối phương để ý căn bản không phải là cái này. Thứ bà ghét nhất là hành vi chiếm tổ ấm của hai người. Sau đó phẩy hai tay, Idalia cùng bạn trai liền bị một thế lực vô hình ném ra khỏi phòng, trong chớp mắt đã đến căn phòng chứa đồ bỏ hoang. Zoro vẫn cho rằng những thứ này đều là do Idalia ảo tưởng ra, thế là rút dao găm ra xiên cô, kết quả hai người đều bị zombie xung quanh tóm được rồi mất mạng. Bộ phim đến đây là kết thúc, nếu thấy hay thì cho một like để chúng mình có động lực ra video hay hơn nhé.